kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa được cập nhật. Và quý vị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và theo dõi kênh tin tức mới 365. Bảo hiểm xe máy thu 100 đồng, chi có 6 đồng, nhân đạo ở đâu? Giám đốc CDC tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật trong vụ Việt Á. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, nguyên hiệu trưởng Hải Phòng lĩnh án 42 tháng tù. Chủ phương lừa đảo chiếm đoạt gần 900 chỉ vàng 999 và hàng chục tỷ đồng. Bảo hiểm xe máy thu 100 đồng, chi có 6 đồng, nhân đạo ở đâu? Kính thưa quý vị, cứ 100 đồng đóng bảo hiểm xe máy phải đóng, chúng ta chỉ được bồi thường bình quân 6 đồng, 94 đồng nuôi béo công ty bảo hiểm. Bộ Tài chính đã lắc đầu với kiến nghị của cử tri và cũng là nhân dân về việc xem xét bãi bỏ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với mô tô xe máy. Lý do, quy định mua bảo hiểm là cần thiết và đúng quy định pháp luật. Lý do, số vụ tai nạn giao thông do mô tô xe máy gây ra vẫn chiếm tỷ lệ khoảng 70% trong tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Và trong các lý do có cả tính nhân đạo của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nhưng thực tiễn bồi thường bảo hiểm xe máy có vẻ chẳng mấy nhân đạo. Lấy số liệu năm 2019 làm ví dụ, tổng doanh thu phí bảo hiểm xe máy bắt buộc lên tới 765 tỷ đồng, trong khi số tiền bồi thường chỉ có 45 tỷ, tức là chỉ bằng 6% doanh thu. Tính 10 năm thực hiện quy định bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, có tổng số 93,5 triệu xe máy tham gia bảo hiểm, nhưng chỉ có 101.214 số vụ tai nạn xe máy được bồi thường, tức là còn chưa tới 1%. Các công ty bảo hiểm thì luôn giáo hoành đến chờ chén, tại chủ xe không chịu đòi bồi thường, nhưng liệu có ai lại từ chối quyền lợi của mình không? Vấn đề không phải là số vụ tai nạn ít, mà là vì đòi bồi thường bảo hiểm đối với xe máy còn khó hơn lên trời. Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm có lần giải thích tỷ lệ bồi thường này thấp là do quy trình, hồ sơ bồi thường khó khăn, khiến người mua ngại đòi hỏi bảo hiểm khi xảy ra sự cố. Có những vụ tai nạn không nghiêm trọng, người dân gọi công an thì được bảo là tự thỏa thuận, còn gọi công ty bảo hiểm thì liệu có công ty nào đến không? Thủ tục răng mắc như màng nhện, cho nên cứ bán ra 10 đồng bảo hiểm. Thì như năm 2019 đó, các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chi bồi thường chưa tới 1 đồng. Năm 2020, một điều tra của Lao động đã vạch vòi lợi nhuận khủng khiếp của loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với mô tô xe máy. Khủng khiếp đến mức người bán bảo hiểm được trả hoa hồng đến 50-60% giá trị bảo hiểm, đến mức các công ty bảo hiểm sẵn sàng bán phá giá. Chẳng hạn mới mệnh giá bảo hiểm 66.000 đồng trên một phương tiện trên một năm, họ đang bán chỉ có 50.000 đồng, 40.000 đồng, thậm chí là 35.000 đồng. Tức là thấp hơn mức giá gốc từ 24-47%. Tại sao họ lại có thể phá giá đến mức đó được? Vì lợi nhuận khủng, vì thu về 100 đồng chỉ phải chi ra có 6 đồng, vì tỷ lệ 1% đã nói ở trên. Cử tri nhân dân kêu suốt bao năm qua, kêu từ Bộ Giao thông Vận tải, kêu sang Bộ Tài chính, và giờ câu trả lời là cái lắc đầu. Ừ thì lắc đầu, nhưng dứt khoát nghị định về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với mô tô xe máy phải sửa đổi để chấm dứt câu chuyện phi lý trong bồi thường. Chứ 100 đồng mà ăn đến 94 đồng thì khác gì bóp hầu bóp họng của dân đâu. Giám đốc CDC tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật trong vụ Việt Á. Kính thưa quý vị, là người đứng đầu đơn vị nhưng ông Kiều Đình Vị, Giám đốc CDC của tỉnh Hòa Bình đã buông lỏng việc lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến vi phạm trong thực hiện đấu thầu hai gói mua sắm thiết bị y tế liên quan tới Việt Á. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa họp kỳ tháng 9 năm 2022 xem xét thi hành kỷ luật một loạt lãnh đạo cán bộ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hòa Bình do có liên quan đến việc mua sinh phẩm kit test xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Sau khi xem xét nội dung tính chất mức độ vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Ninh Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy CDC tỉnh Hòa Bình bằng hình thức khiển trách. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối thi hành kỷ luật chi bộ phòng tổ chức hành chính, khoa dược, vật tư y tế, chi bộ phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức khiển trách. Theo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy CDC tỉnh Hòa Bình chưa kịp thời lãnh đạo chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc
thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng, đã buông lỏng việc lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến việc thực hiện đấu thầu đối với hai gói mua sắm sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên SARS-CoV-2 với công ty Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Chi bộ phòng tổ chức hành chính, khoa dược phẩm, vật tư y tế và chi bộ phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch nghiệp vụ thuộc Đảng bộ CDC tỉnh Hòa Bình đã thiếu kiểm tra giám sát đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc tham mưu phối hợp tổ chức đấu thầu thuốc, vật tư sinh phẩm, vaccine. Về cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Kiều Đình Vì là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính Kế toán. Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CDC Hòa Bình, ông Kiều Đình Vì chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm của Đảng ủy, cụ thể là chưa kịp thời lãnh đạo chỉ đạo một số chi bộ trực thuộc thực hiện kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch đã xây dựng, đã buông lỏng việc lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến sai phạm trong đấu thầu hai gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối đã xem xét dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CDC tỉnh Hòa Bình. Những khuyết điểm vi phạm của chi bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng và bà Ngô Thị Phượng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối yêu cầu chi bộ và bà Phượng nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, nguyên hiệu trưởng Hải Phòng lĩnh án 42 tháng tù. Kính thưa quý vị, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, nguyên là hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, 42 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau hơn một ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, vào sáng ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Lê Chân Hải Phòng đã tuyên án vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền của quận Lê Chân Hải Phòng. Hai bị cáo đưa ra xét xử là Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1971, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, và Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1979, là nguyên thủ quỹ của trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương 42 tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Thị Huế nhận mức án 18 tháng tù giam cùng với tội danh trên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân, Nguyễn Thị Thu Hương lợi dụng chức vụ hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã chỉ đạo thu nhiều khoản tiền của cha mẹ học sinh không đúng quy định, tổng số tiền thiệt hại là hơn 872 triệu đồng. Nguyễn Thị Huế là thủ quỹ đã tiếp nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Hương thực hiện việc thu tiền thông qua các giáo viên chủ nhiệm. Số tiền thực thu lớn hơn nhiều nhưng lập các chứng từ kế toán có nội dung ít hơn số tiền thực thu. Không đúng đối tượng nộp, quản lý riêng các khoản tiền chênh lệch, không đưa vào theo dõi trong hệ thống kế toán nhà trường. Việc này đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây thiệt hại số tiền xác định trên. Theo đó, năm học 2019-2020, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, Nguyễn Thị Thu Hương đã phân công giáo viên Nguyễn Thị Huế làm thủ quỹ của nhà trường. Bà Hương chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm 50 lớp của trường thu các khoản gồm quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, tiền in sao đề thi và giấy thi, thu lệ phí học nghề và thu tiền lập quỹ, thắp sáng ước mơ. Ba khoản thu cơ quan điều tra làm rõ, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố bao gồm tiền thu quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh 400.000 đồng trên một học sinh trên một năm, tiền học nghề 30.000 đồng trên một học sinh trên một tháng và tiền sao in đề thi 100.000 đồng trên một học sinh trên một năm. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Lê Chân nhận định, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, Nguyễn Thị Thu Hương đã chỉ đạo 50 giáo viên chủ nhiệm thu ba khoản gồm quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, sao in đề thi, học nghề rồi chuyển cho thủ quỹ Nguyễn Thị Huế, nhưng chỉ vào sổ sách số tiền hơn 470 triệu đồng. Số tiền hơn 872 triệu đồng, bà Hương đã chỉ đạo Huế để ngoài sổ sách, tự ý chi tiêu vào các mục riêng. Tại cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân cũng cho rằng, việc thu quỹ thắp sáng ước mơ, việc lập hồ sơ mua bán, sửa chữa điều hòa, các khoản thu liên quan tới học phí, bảo hiểm toàn diện, bảo hiểm y tế, công trình măng non, học thêm dạy thêm, khuyến học, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, có đủ căn cứ sẽ xử lý. Ngoài ra, một số thông tin tố cáo khác, cơ quan điều tra cũng tiếp tục làm rõ. Chủ phường lừa đảo, chiếm đoạt gần 900 chỉ vàng 999 và hàng chục tỷ đồng. Kính thưa quý vị, Công an tỉnh Nam Định đang điều tra xử lý vụ chủ phường lừa đảo, chiếm đoạt tiền và vàng của gần 100 người tham gia ở các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu.
Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định, đơn vị này vừa qua đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1968, ở tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Thị Ngọc làm chủ phường họ, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều cá nhân trên địa bàn các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy. Đến năm 2020, Phạm Thị Ngọc bị mất khả năng cân đối thu chi, mất khả năng thanh toán ở nhiều dây phường và bản thân Phạm Thị Ngọc còn bị nợ số tiền khoảng 11 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và trả tiền cho những người đến kỳ nhận phường, Phạm Thị Ngọc đã dùng thủ đoạn gian dối từ nghĩ ra các dây phường không có thật để tiếp tục thu tiền vàng của những người tham gia và đã chiếm đoạt của 93 người tại các huyện Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu. Tổng số tiền là 21,288 tỷ đồng và 889,1 chỉ vàng 9999. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định đang tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.